Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Và đặc biệt là tinh thần chúng ta cũng phải lúc nào cũng lạc quan, yêu đời trong những ngày như thế này. Và hôm nay em rất vui được gặp anh chị và các bạn trong video clip ngày hôm nay. Sáng nay thì hôm nay Sài Gòn ngày 2 tháng 4 năm 2020. Hôm nay thì cả nước được nghỉ làm, tại vì hôm nay là ngày lễ giỗ tổ vua Hùng, giỗ tổ Hùng Vương. Như mỗi năm thì ngày này tất cả người dân đều ở nhà vui vẻ, ăn uống, hội họp, đi chơi đây, đi chơi đó. Nhưng mà hôm năm nay thì đặc biệt, hầu như đa phần tất cả chúng ta đều phải ở nhà vì sự ảnh hưởng một cái đại dịch này. Thì hôm nay thì em cũng ở nhà, nhưng mà nị thì muốn ăn cái món nghêu hai còi. Mà nghêu hai còi thì gần nhà chỉ có bên quận 4 chợ Xóm Chiếu bán, mua cũng rất là tiện. Thì em cũng tranh thủ sẵn chuyến đi mua đồ rồi gửi anh chị và các bạn vài hình ảnh nơi đây ở quận 4, rồi chợ Xóm Chiếu, rồi sẵn đây gửi anh chị Kiều Nguyễn hình ảnh của ngôi nhà 61 Lê Văn Linh, và anh chị hẻm 83 xuyện 130 cũng như 257 Đoàn Văn Bơ. Hy vọng là thông qua video clip này cũng sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với cô chú anh chị và các bạn. Nhưng mà ba địa chỉ này em sẽ đi trong một video này, nhưng mà không biết có đi được bao nhiêu thì em sẽ gửi anh chị bấy nhiêu ha. Tại vì thời buổi này cũng không tiện phải đi lung tung, thì mình cũng tuân thủ theo cái sự ban hành của chính phủ để cầu mong cho cái dịch bệnh này sớm đi qua để chúng ta gặp nhau nhiều hơn ở các cung đường khác. Và ngay đây trước mặt chúng ta đó là con đường Bến Vân Đồn và cây cầu Dừa. Trước mặt chúng ta đó là cây cầu Dừa ha. Rồi ngược lại thì mình sẽ đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, bắt từ chợ Năng Si ngày xưa đi qua quận 8 đó. Hình ảnh của con đường Đoàn Văn Bơ ngày nay, con đường Bến Văn Đồn ngày nay rất là đẹp, rất là mát, với một cái dãy công viên bờ kè ven kênh Thị Nghè, ven kênh Bến Nghé. Trời, nói lộn hoài, anh chị đừng có cười em nha, anh chị thông cảm. Mình thấy đường xá vắng tanh. Ở đây chúng ta đang đứng ở đây là số 298 đường Bến Vân Đồn. Từ đây chúng ta sẽ đi thẳng ra đường Nguyễn Tất Thành cũng như Trịnh Minh Thế ngày xưa. Rồi mình sẽ quẹo qua con đường Lê Văn Linh đi vô chợ Xóm Chiếu. Thì Sài Gòn cũng như mình đi qua cái cầu Dừa nhỏ này ha. Hồi xưa ở đây là chợ cầu Dừa theo lời chia sẻ của anh chị đó. Nhưng mà ngày nay thì có rất nhiều building ở đây nè. Với lại có một cái công viên cũng rất là mát mẻ ở ngay khu vực cây cầu Dừa này. Rất là khác ngày xưa nè. Khu này bây giờ rộng rãi, sạch sẽ. Nhà cửa thì có một số nhà mới, có một số nhà vẫn như cũ. Thì Sài Gòn cũng như các tỉnh khác trên toàn quốc thì đang phải thực thi một cái lệnh của chính phủ là cách ly toàn khu vực, nghĩa là tỉnh nào ở tỉnh đó, thành phố nào ở thành phố đó, không có hạn chế đi ra vào. Khi đi đâu thì có việc cần thiết thì đi, không thì ở nhà. Thì đáng lẽ đi chợ này là sở thích của bà ngoại nè. Thấy gì ông ngoại, bà ngoại chở nhau đi qua chợ rồi. Nhưng mà thôi, em nói để em đi rồi sẵn tiện em chia sẻ vài hình ảnh cho các anh chị và các bạn xem luôn. Chứ thôi là nay ở nhà cũng không biết làm gì. Thì việc đi lại thì không có cấm, nhưng mà chúng ta cũng hạn chế thôi ha. Cách ly theo
theo sự khuyến cáo thôi, mà mình cũng phải tự giác thì nó hay hơn. Bây giờ mua gì cũng dễ, ở chưa đến nỗi không có hàng, đặc biệt là những cái món mà đặc biệt nhà hàng cao cấp sang trọng thì không có thôi, chứ ăn uống cơ bản thì vẫn bình thường ha. Đây trường tiểu học Đặng Trần Côn, và phía trước là giao lộ đường Khánh Hội với lại bến Vân Đồn. Chúng ta đi tới một tí nữa là đó là cầu Ông Lãnh, và bên cánh trái chúng ta có rất nhiều công trình đang làm, chắc lẽ là làm cái đường cống thoát nước. Công trình này làm cũng rất là lâu rồi nè. Các anh chị ở khu vực các anh chị thì như thế nào trong những ngày như thế này? Mà dù sao thì chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, đi đâu thì cũng phải vệ sinh, hạn chế tiếp xúc. Đây có cái nhà rất là xưa nè, có lẽ anh chị và các bạn cũng rất là quen thuộc với những hình ảnh này rồi. Em có rất là nhiều video ở con đường Bến Vân Đồn này, các anh chị muốn xem lại thì có thể vào YouTube gõ từ khóa Vinh Lâm TV hoặc là gõ Bến Vân Đồn thì cũng có rất là nhiều video về con đường này, cũng có rất nhiều YouTuber cũng thực hiện, mỗi người một nội dung ha. Và chúng ta thấy đây là nhà thờ Vĩnh Hội, mà lúc trước em hay nhầm là nhà thờ Khánh Hội rồi đó. Thì hiện tại thì nhà thờ cũng đang tạm ngưng việc đi lễ để tránh sự lây lan với lại hạn chế tiếp xúc. Thật ra con virus này nó rất là phiền, nó làm ảnh hưởng đủ thứ đó. Nó ngăn cách giữa con người với con người, giữa quốc gia này quốc gia kia, cái tỉnh này với tỉnh nọ, và đặc biệt là nó làm cho chúng ta ít gặp nhau hơn ở các con đường, ở các ngõ hẻm. Đó, chỗ này mát ghê chưa. Hàng bông giấy nè, không biết ngày xưa các anh chị có ở con đường này hay không. Nếu ở con đường này ngày nay chúng ta có dịp mà nhìn lại nè, xưa tới thì xíu thì có cái đường Nguyễn Hữu Hào và chợ Hãng Phân, và đi cuối đường Nguyễn Hữu Hào này là có một ngôi chùa, đó là chùa Giác Nguyên. Em cũng có thực hiện cái video clip ở chùa Giác Nguyên rồi đó, các anh chị có thể xem lại ha. Chợ Hãng Phân ngày nay thì không có đông, rất là vắng. Bây giờ chúng ta không được phép tụ tập, đi ra đường phải đeo khẩu trang, nghiêm chỉnh chấp hành để nhà nước dập cái dịch này cho sớm đi qua đi. Cứ về hoài là rất là mệt mỏi nha. Phía trước chúng ta đó là đường Vĩnh Khánh, đi thẳng đường Vĩnh Khánh thì qua bên kia là phố ăn uống. Và đây là cầu Ca Mét. Nãy giờ chúng ta đi qua hai cây cầu rồi. Ở đây mình đi phải đi qua cầu Ông Lãnh, xong cầu Ca Mét, rồi tới cầu Móng, rồi tới cầu Quay, cũng như cầu Khánh Hội ngày nay đó. Rồi mình sẽ quẹo qua con đường Trịnh Minh Thế cũng như là Nguyễn Tất Thành, để các anh chị một lần nữa mình có thể hình dung ra được. Đây là đường Lê Quốc Hưng nè. Lê Quốc Hưng này là cũng ra được chợ Xóm Chiếu luôn á. Nhưng mà tại vì không biết cái địa chỉ 61 Lê Văn Linh nằm ở đoạn nào ha. Mất công đi vô đó rồi mình lại đi vòng vòng, không thích hợp cho cái thời buổi này, nó ảnh hưởng đến ta quá nhiều.
dạo này thì có rất nhiều người thất nghiệp, đặc biệt là những anh chị bán vé số, những em nhỏ bán vé số đó, không có việc làm, rồi nhà nước lại phải gồng gánh thêm một khoản hỗ trợ cho những người thất nghiệp nữa, nên tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng. Mình nhìn bên kia là cây cầu quay bên kia nữa, đó là ngân hàng nhà nước, ngày xưa là ngân hàng quốc gia đó. Và phía trước chúng ta đó là con đường Nguyễn Trường Tộ. Nguyễn Trường Tộ đi thẳng Nguyễn Trường Tộ thì cũng ra chợ Xóm Chiếu nè. Ngay chỗ chợ Xóm Chiếu là con đường, là cái cao ốc Đinh Lễ đó, mà ngày xưa là cái nhà thương. Chúng ta sẽ đi Nguyễn Tất Thành đi ha. Nguyễn Tất Thành, mình quẹo qua đường Lê Văn Linh cho nó dễ. Cũng tranh thủ đi rồi về, chứ những ngày này thì cũng không hạn chế đi đâu, hạn chế tiếp xúc. Nên những video gần đây thì em cũng chỉ là những video tiện đường hoặc đi công việc đâu đó thì em quay em gửi anh chị thôi. Chứ thật ra những cái kế hoạch đi quay mỗi ngày thì mỗi khu vực bây giờ như là tạm ngưng rồi. Bởi những cái email, những cái sự chia sẻ của anh chị, em đành phải gác lại, mong của chú anh chị thông cảm ha. Qua cái đợt này rồi chúng ta tha hồ mình đi quay, tha hồ chúng ta gặp nhau. Thẳng đi tới một tí nữa thì có cái bồn nước rất là lớn. Theo lời chia sẻ của anh chị thì ngày xưa ở khu vực bồn nước này là kho năm, và đi vô chợ Cầu Cống, Đoàn Văn Bơ đó là kho 11. Thẳng đường này mình sẽ đi đến cầu Tân Thuận cũng như cầu Trịnh Minh Thế, đi qua quận 7 đi về Nhà Bè. Hầu như là các công ty, các cửa hàng đều nghỉ hết. Bây giờ chỉ còn lại ngân hàng nè, chợ nè, người buôn bán thực phẩm nè. Những hàng ăn thì có một số mở, số chỗ mở, số chỗ đóng, nhưng mà mở thì cũng mua về thôi, chứ không có ngồi ăn. Thời buổi này cũng không thích hợp để ngồi lại ăn nhâm nhi đâu ha. Mình ăn cho qua bữa rồi đi về thôi. Và chúng ta nhìn lại hình ảnh của khu vực kho 5. Và mình sẽ đi vào cái con đường Lê Văn Linh. Video cũng đã dài rồi, nãy giờ mình cũng la cà cũng hơi bị nhiều rồi đó, mà đi quay hoài thì cũng không biết bao nhiêu cho đủ. Mong cô chú anh chị cũng thông cảm ha, dài quá thì anh chị xem cũng chán. Vừa phải thôi, nội dung nó xúc tích. Mình sẽ đi vào con đường Lê Văn Linh. Thẳng đường Lê Văn Linh này sẽ đến đường Đoàn Văn Bơ, và chúng ta thấy hai bên có hai dãy nhà. Một bên là số chẵn, bên phải là số chẵn nè, bên trái là số lẻ. Chúng ta sẽ xem số 61 ở đâu ha. Ở đây là đầu đường, số nhỏ bắt đầu là số nhỏ. Rồi, trước khi đi nữa thì mình sẽ mua nghêu hai còi. Con nghêu hai còi này làm cũng được rất nhiều món, luộc cũng được và nướng cũng được. Không biết mình hôm nay có bán hay không. Hẻm 24, công ty đầu tư xây dựng. Ở đây có những cái cây rất là mát, có những dãy nhà rất là xưa. Những hình ảnh này giống như anh chị đang ở Sài Gòn, chúng ta đang đi dạo một vòng, đang nhìn ngắm. Hy vọng thông qua video clip cũng mang Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn. Số bên trái là số mấy rồi? 25 rồi. Đó, nhà xanh xanh này là 25 rồi nè. Ở đây có một cái nhà rất là xưa nè. Số
32, 34. Hẻm 34. À, mà nhìn qua, nhìn lại, nhìn qua, nhìn lại. Ồ, bên đây 15 phút rồi hả? À, mua bao nhiêu hai cỏ ở đây đây, không biết bao nhiêu một ký đây. Con nhiêu hai cỏ này nhiêu ký? 120. Phải không, nhiêu hai cỏ phải không? À, ngồi cỏ. Nhìn lộn. Này là nhiêu? Này là nhiêu ký? Hai này là bao nhiêu một ký? 280 hả? Một ký nó bao nhiêu con hả nhỉ? Hai chậu đó là như nhau hả? Anh chỉ lấy một ký đi hả? Ủa, này tươi quá hả? Ủa, nãy cái anh kia đâu rồi? Chị á, ủa đu quay ông này không biết bao nhiêu lần luôn đó. Mối ổng luôn đó. Ủa, có bớ không vậy? Qua rẻ hả? Qua bữa mua có 201 mà 102. À, sau nay lên dưới vậy? Thì không có hàng bán mắc nữa. Bớt lại xíu. Vậy hả? À. Định mua 2 kg mà tới 280. Cũng tiền quá. Hả? Có mấy con đâu lấy thử 1 kg rồi nó nhiêu rồi đó. Ở nhà cũng có mấy người ăn à. Đó, ở đây có anh này bán rất là đủ thứ luôn, rất là nhiều luôn. Bây giờ mình nướng cũng được. Bên đây thì có ốc mỡ nè. Ở đây bán cũng tương đối sạch sẽ. Nhiều không? Sợ nhiều quá chứ hả? Nhà có mấy người à? Hôm nay ký rưỡi nha, ký rưỡi đi. Chỉ coi con này có làm vài món gì lạ lạ không? Làm món gì? Nướng hả? Nướng với luộc. Nướng, hấp xả. Bao nhiêu tiền ơi? Ủa, nay ổng đâu rồi? Nay ổng đâu rồi? Ủa, ông anh đâu rồi? Dạ. Ông anh đâu rồi? À, ổng đi bụi rồi. Đi bụi. Nay vợ vắng quá. Dạ, giờ này chưa đông đâu, tới chiều. À, người ta đi chợ sáng với chiều thôi đúng không? Chợ vắng cũng buồn mà thời buổi này. À quên, hôm nay cô biết mọi người mua đồ về tích trữ ở nhà nhiều lắm. Tích trữ nè, hôm nay ốc cũng tích trữ nữa hả? Không có, bữa chợ này nè tích trữ nữa không, cách đây 2 ngày mua còn hơn là ngày Tết nữa. Ủa vậy hả, ông một đi mua luôn hả? À, ông một đi mua xong rồi giờ vẫn bán bình thường. À, thôi chợ vẫn bán rồi mà, thôi tích trữ làm chi. Vậy luôn hả? Sao tao mua nhiều tích trữ cho nó đỡ ở đây. Ủa, ốc hương bên đây nhiêu ký vậy? Ốc hương bên đây nhiêu ký vậy? Con bự nè. Sao bự nè? Ôi, bữa mua ăn đâu hết đâu. Bữa nào mỗi lúc mỗi con chứ ăn hoài nhiều đâu nổi. Rồi, ta đi tiếp nha. Lâu lâu ăn lần thôi chứ ăn hoài thì ngán tiền. À, thấy nhà số 61. À, 61 ngay cái kế bên Tế Xanh nè, kế bên cửa hàng Tế Xanh. À, bị che hết rồi. À, không biết anh chị có nhìn ra cái dãy nhà của mình không? À, ngay cái cây dù nè. À, cây dù xanh xanh nè. TC Food. Ngay chỗ này rất là mát, có
cái hàng cây rất là lớn. Rồi kế bên thì có hẻm 83 để em anh chị chúng ta cùng đi vào hẻm 83 ha. Hẻm 83 130, không biết ngày nay là như thế nào đây. Đây hẻm 83 là hẻm chùa. Hẻm chùa Quảng Đức. Hẻm chùa Quảng Đức. Đi thẳng đường này thì mình sẽ đi ra đường Đoàn Văn Bơ ngay chợ hôm bữa chúng ta có đi rồi đó. Và đi vô hẻm 83. Tám ba sực 138 ở đây, rồi 83 sực 132, 30 là nhà đóng cửa rồi. Nhà của anh chị đóng cửa ha, tại vì cái hẻm này nhỏ quá mình không có tiện dừng lại. Đi thẳng này thì chúng ta sẽ ra Đoàn Văn Bơ luôn nè. Ở đây là hẻm 257 nè. Không biết anh chị có quen nhau không? Trong xóm này hẻm này thì hôm bữa em có đi vào rồi đó. Rồi chúng ta bên đây là con đường Đoàn Văn Bơ rồi nè. Đi ra đây là ngay đầu chợ Lê Văn Linh. Ngay khu này có cái hẻm 262. Thì chắc hôm nào em sẽ đi vào đây để hỏi thăm tin tức của dì ba bán xương sâm. Do bữa nay video nó cũng đã dài rồi, thì chắc là hẹn các anh chị và các bạn vài hôm sau nha. Để anh chị xem lại hình ảnh của Sài Gòn, của quê nhà. Và video đến đây em xin tạm dừng một số hình ảnh ở chợ Xóm Chiếu, nhà 61 Lê Văn Linh, cũng như hẻm 83, hẻm 257 đi ra đây. Và nhân đây em cũng xin chúc đến tất cả anh chị và các bạn lúc nào cũng vui khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tinh thần hãy lạc quan và yêu đời. Rồi cái đại dịch này sẽ đi qua thôi. Rồi, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.